Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại buổi tường thuật trực tiếp của Sport TV trong buổi tối ngày hôm nay. Và trong buổi tối ngày hôm nay sẽ diễn ra hai trận đơn nam cuối cùng vòng đấu tứ kết. Đó là hai trận đấu giữa tay vợt Su Xin của Trung Quốc gặp tay vợt Timo Boll của Đức. Trận đấu còn lại sẽ là hai tay vợt Ma Long và Phan Diên Đông. Và tỷ số bây giờ đang là 3-0. Những điểm số đầu tiên của trận đấu đã thuộc về Su Xin. Anh bắt nhịp trận đấu rất tốt. Bốn điểm đầu tiên trong xét đấu đầu tiên đã thuộc về Su Xin. Su Xin đang cho thấy sự áp đảo của mình từ đầu xét đấu đến giờ. Vâng, vừa rồi là một pha chặn bóng thẳng sang góc trống của Timo Boll. Anh đã giành được điểm số đầu tiên. Tay vợt Timo Boll đã chạm trán trước Su Xin 7 lần và chưa một lần nào anh giành chiến thắng. Có lẽ là vấn đề kỵ dơ. Nhưng trong bóng bàn không thể nói trước được điều gì cả. Khi ngay trong buổi chiều ngày hôm nay, Timo Boll đã vô địch nội dung đôi nam sau khi vượt qua cặp đôi Ma Long cùng Wang Chung Quyên với tỷ số áp đảo 3-0 và trở thành tay vợt lớn tuổi nhất trên thế giới lên đỉnh cao bóng bàn. Mười bảy năm trước, Timo Boll đã khiến người Đức tự hào khi lần đầu chiếm ngôi số 1 của Liên đoàn bóng bàn thế giới ITTF khi mới 21 tuổi. Mười bảy năm thường là cả một chiều dài sự nghiệp với một vận động viên. Nhưng với tay vợt người Đức huyền thoại thì đó chỉ là khoảng cách từ đỉnh cao này tới đỉnh cao khác. Timo Boll lần đầu lọt vào top 10 thế giới năm 2002 và anh chỉ mất 1 năm để chiếm đỉnh bảng. Trong hành trình đến với chức vô địch thì Timo Boll đã thắng nhà vô địch thế giới Vương Lệ Cần và nhà vô địch Olympic Khổng Lệnh Huy để đoạt cúp vô địch thế giới năm 2002. Và chúng ta cùng quay trở lại trận đấu. Tỷ số vẫn đang nghiêng về Su Xin 7-3. Tình huống giao bóng hỏng của Su Xin 7-4. Tay vợt Su Xin sinh năm 1990, anh cùng thời với cả Ma Long và Giang Ji-ke. Có thể nói Su Xin là một tay vợt chơi vợt dọc xuất sắc nhất thế giới, đặc biệt là trong những thế hệ trẻ gần đây rất ít người chơi vợt dọc, đa số sử dụng vợt thẳng. Su Xin đi theo bước chân của nhà vô địch vợt dọc khác như là Wang Hao và Ma Lin. Và game point đầu tiên đã dành cho Su Xin 14.
khó khăn cho Timo Boll. Xin chúc mừng tay vợt Susin đã giành chiến thắng với tỷ số 11-4 trong set đấu đầu tiên. Trẻ bây giờ như Lin Jiajuan và Phan Dên Đông. Khi mà Khổng Lệnh Huy và Lưu Quốc Lượng đã chuyển sang công tác huấn luyện, Mã Lâm, Vương Lệ Cần và Malin Quang Hào thì cũng giải nghệ. Chỉ duy nhất còn Timo Boll tiếp tục chiến đấu. Rất hay, một pha bóng rất đẳng cấp của Timo Boll. Liên tục là những tình huống đối xa bàn của hai vận động viên và những quả đối trái đối phải của Susin. Nhưng cuối cùng thì chiến thắng đã thuộc về Timo Boll với một pha giật bóng thẳng sang mang cá. Chúng ta có thể thấy độ xoáy trong pha bóng vừa rồi lên tới 5.170 vòng trên một phút. Tại giải đấu năm nay, rất nhiều công nghệ được áp dụng trong một trận đấu, như phân tích điểm rơi của trái bóng, phân tích độ xoáy của quả bóng. Và hy vọng đến một ngày nào đó, Việt Nam chúng ta sẽ áp dụng được những công nghệ trên tại các giải đấu ở Việt Nam. Trong set đấu thứ hai, Susin tiếp tục là người chiếm ưu thế và tỷ số đang là 4-1. Không biết Timo Boll sẽ giành lại thế trận như thế nào, sẽ rất khó khăn cho Timo Boll khi bên kia lưới là một Susin cũng dày dặn kinh nghiệm. Với những pha giật bóng rất xoáy và bộ chân di chuyển nhanh như gió. Thế trận rất bí dành cho Timo Boll. 1-6. Trong set đấu thứ hai, khi mà tay vợt Timo Boll không có nhiều đột phá thì Susin vẫn đang cho thấy sự áp đảo của mình, sự ổn định trong từng pha bóng. Khả năng đối ngoại của Susin rất tốt khi anh thường có những chiến thắng rất áp đảo trước các tay vợt ngoại quốc. Một tình huống giật bóng thông minh của Susin khi anh đã phán đoán được những bước di chuyển của Timo Boll, anh giật sang góc trống. 7-2. Đây là trận tứ kết trong nội dung đơn của giải Trung Quốc mở rộng năm 2019. Và người chiến thắng trong trận đấu này sẽ đối mặt với tay vợt Lin Jiajuan, một tay vợt trẻ tay trái với lối đánh nhanh như vũ bão. Trong set đấu thứ hai, thế trận vẫn tiếp tục thuộc về Susin. Chúng ta có thể thấy độ xoáy trong từng pha bóng Susin giật xoáy nhiều như thế nào. Một pha bóng mà Timo Boll đã phòng thủ nhưng bóng vẫn bắn ra ngoài. 9-4. Khoảng cách bây giờ đang là 4 điểm.
Sushin vẫn có thể thoải mái thực hiện những pha bóng khó. Rất hay thưa quý vị. Lối đánh của Sushin là lối đánh một càng và anh bao bàn rất tốt. Ngoài tấn công ra, phòng thủ lốp sang bàn cũng là một sở trường của Sushin. Mười sáu. Một tình huống hất cổ tay thông minh của Timo Boll. Bóng đi không mạnh nhưng điểm rơi khó chịu. 17. Liệu Timo Boll có lộn ngược được thế cờ không? Và một tình huống giật bóng ngay ở trên bàn của Sushin. Và trong set đấu thứ hai, Sushin đã giành chiến thắng với tỷ số 11-7 trước tay vợt Timo Boll của Đức. Trong 7 lần đối đầu thì Timo Boll, nhưng sự khiêm nhường của Timo Boll đã giúp anh trở thành ngôi sao tại đó. Mỗi lần đáp chuyến bay tới Trung Quốc, anh luôn được người hâm mộ vây quanh và gọi tên anh. Có thể Trung Quốc thống trị nền bóng bàn, nhưng Timo Boll mới là biểu tượng của làng bóng nhựa, giống như Federer ở giới banh nỉ vậy. Rất khó cho Timo Boll khi những đòn tấn công của anh không thủng được Sushin. Và Sushin đã lùi một chút ra tầm trung bàn, chủ động đối giật câu xoáy vào. Một thế rất khó cho Timo Boll. Giống như là lửa khắc với nước vậy. Ba đều. Tình huống hất cổ tay đã chạm vào mép lưới và bóng ra ngoài. Thêm một điểm số nữa dành cho Sushin. 4-3. Tay vợt Sushin sinh năm 1990 và tên Trung Quốc của anh nghĩa là Hứa Hân. Nếu nói Hứa Hân thì rất ít người biết đó là ai, nhưng khi nói Sushin thì hầu như ai trong làng bóng bàn cũng đều biết cái tên đấy. Ý nghĩa của tên Hứa Hân nghĩa là khiêm tốn. Và hai tay vợt như thuộc thế hệ trước như Sushin và Ma Long đều có những đức tính khiêm tốn và đã chiếm được rất nhiều tình cảm của các vận động viên, không như những tay vợt trẻ bây giờ. 5, 7.
Sushin đã hai lần vô địch thế giới vào năm 2013 và 2017. Và anh đang giữ những kỷ lục hiếm có. Vâng, vừa rồi chúng ta có thể thấy những pha đối giật rất hay của hai vận động viên. Rất bền bỉ, liên tục là những pha tấn công gần bàn của Timo Boll và những pha đối giật xa bàn của Sushin. Nhìn những bước di chuyển của Sushin, chúng ta có thể thấy tốc độ của anh nhanh như thế nào. Tình huống giật trái không vào bàn của Timo Boll. Tám sáu. Bắt ngắn dựng vợt lên và bóng đã thành xoáy ngang. Rất nhiều những kỹ thuật được Sushin thể hiện. Anh cũng từng được mệnh danh là ông hoàng trong những pha bóng biểu diễn, bởi những pha bóng của anh rất đẹp mắt. Vâng, rất tuyệt vời. Đó là bất ngờ của Timo Boll dành cho Sushin bằng chính cái cách mà Sushin đã tạo ra với anh trước đó. Một pha bất ngờ đờ mi thẳng sang góc trống. Chúng ta có thể thấy những khả năng phòng thủ xa bàn của Sushin tốt như thế nào. Tốc độ di chuyển liên tục từ góc trái sang góc phải. Khi rơi vào thế, chúng ta hãy cùng chờ đợi. Người chiến thắng sẽ đối đầu với Harimoto. Và tiếp tục là một pha giật trái hỏng của Sushin. Timo Boll đang kiên trì vượt lên từng điểm. Mười chín. Lựa chọn một pha giật trái sang mang cá bên phải của Timo Boll có lẽ là một lựa chọn xuất sắc của Sushin, và anh đã giành chiến thắng trong trận đấu thứ ba với tỷ số 11-9. Nhưng anh vẫn đang hướng tới Tokyo năm 2020 với quyết tâm cao. Dù khi đó anh 39 tuổi. Anh từng nói tôi chưa nghĩ đến việc giải nghệ và sẽ tiếp tục thi đấu cho đến khi cơ thể vẫn còn cho phép. Và Olympic năm 2020 là mục tiêu tiếp theo của tôi. Một tấm gương rất đáng để mọi người học hỏi. Chúng ta cùng quay trở lại xét đấu thứ tư. Trong xét đấu thứ tư, Sushin đã tận dụng tốt hai pha giao bóng của mình. 0-2. Timo Boll chủ động ôm bàn phòng thủ, nhưng đối thủ của anh Sushin đã rất bền bỉ. Ngoài những giải đấu cá nhân thì anh cũng đạt được thành công vang dội từ các nội dung khác như đánh đôi nam, đôi nữ hay đồng đội nam. Ở mỗi vị trí anh đều thể hiện được đẳng cấp và tầm quan trọng của mình. Nhưng khả năng đánh đôi của Sushin là rất tốt.
Anh đã giành chức vô địch cùng với tay vợt Liu Siwen ở nội dung đôi nam nữ tại giải vô địch thế giới năm 2019 vừa diễn ra tại thành phố Budapest, Hungary. Rất khó khăn cho Timo Boll, ăn được một điểm của Su Shin là rất chật vật. Rất khó để ăn được một điểm. Và điểm số đầu tiên cho Timo Boll, 1-4. Những đường bóng giật của Su Shin, quỹ đạo bóng rất cong, bóng cao lên trên và cắm xuống dưới. Có những độ xoáy lồng lộn. Tỷ số xét đấu đang là 2-5. Và lợi thế tiếp tục dành cho Su Shin. Chúng ta có thể thấy trong những giải đấu lớn tại thế giới có những chú bé đứng ngay đằng sau dinh chắn và sẵn sàng chờ đợi những pha bóng ra ngoài dinh. Hy vọng một ngày nào đó bóng bàn Việt Nam cũng áp dụng được những cách như vậy. Không có cửa gì cho Timo Boll trong những pha bóng như vừa rồi. Một pha lên trái xoáy và ngay sau đó Su Shin đã bật ra quăng quả phải thẳng sang góc chết của Timo Boll. 7-3. Timo Boll đối mặt với cả Su Shin như lửa gặp nước vậy. Vừa rồi chúng ta có thể thấy một động tác vòng tay qua lưng, nhưng Su Shin đã không chạm được vào bóng. Tốc độ giật, những độ xoáy trong những quả giật của Timo Boll cũng rất cao, lên tới 6.183 vòng quay trên một phút. 8-4. Một tình huống giật trái đường thẳng và Timo Boll không đủ nhanh nhẹn để có thể đón được pha bóng vừa rồi. Năm chín. Rất khôn khéo, chủ động đứng ở tầm trung bàn và câu xoáy vào. Một tình huống giật bóng xuất sắc của Timo Boll. Và điểm số đang là 6-10, vẫn còn 4 điểm match point cho Su Shin. Có lẽ Su Shin vẫn đang muốn tiếp tục thực hiện biểu diễn những pha bóng đẹp. 16. Vâng, vừa rồi là một pha kết bóng nhanh của Su Shin rất quyết đoán. Và anh đã giành chiến thắng 11-6 trong trận đấu thứ tư. Sport TV Shop số 15 ngõ 1, phố Đông Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sport TV Shop tự hào là một trong những nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Sport TV Shop
đã khẳng định được sự uy tín của mình trong cộng đồng bóng bàn khi mang tới những sản phẩm dụng cụ bóng bàn chính hãng, đa dạng, cùng mức giá vô cùng cạnh tranh. Tất cả sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch, chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt, khi ký khách hàng mua những sản phẩm bóng bàn tại shop là đã đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của bóng bàn Việt Nam, giúp cho kênh truyền thông Sport TV ngày càng phát triển, có kinh phí để tham gia truyền thông trực tiếp các giải bóng bàn tại Việt Nam và thế giới. Đến với Sport TV Shop, các bạn sẽ tìm được cho mình những sản phẩm ưng ý và phù hợp nhất. Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam.